xong chúng mình xuống ai chị đam dùm sử văn chả? Bác xong chúng mình xuống. Chả, anh em chúng mình xong ở con ai chị đam đã bàn dựa trọng và đào cách xâm phía đào vật trụ bằng anh trả chiếc tạm xa tự sạp nơi thay này. Ai chị đam dùm sử văn nơi mong phạm bay bật thả tất xảy này. Cả nạp bạc xong cửu chết nâng lực chăm ở xa nệ bát cửu bật xa chết lực tìm mối. Đào yếu mình nạ cho rôn bàm anh chìa bàm bọn nạ. Đài chìa thả đặc nôm nâng chìa xa mà chất cửu bật xa không sẵn cắt bà cả nạp bạc xong cửu chết một bì tù tạm bởi tế. Ai chị đam bà xân bà bà chìa bà mạch chất nào đài cửu bật xa xong cửu chết chăng chương để cho rôn đài nốt. Cả nạp bạc xong cửu chết nâng bạc ở căn ai phụ cọp cho rôn đài tế chả? Đại miên bầm nong trong chùa rùm nơi khnông sàn đại bàn nơi cực ngay xa ấy đi xong anh chơi còn anh chơi thấy cho sàn đại bàn ấy mình thuộc với nơi một quạt tùm một đấy chắp đàm đi mong cũng bật cực tới rồi hốt rồi đó mong đập tí rư có đập mùi đập tí rư màu mùi ngay trong à. Chà, anh đóng sàn đại bàn công tạc xa chiếc lực tìm mùi rồi bà cả nạ bạc sang cửa chiếc nơi thằng ngày xảy ní thua lãng nằm bây bà cà phì cô chùm hô hay nâng bình dối bì kịch bồng bình đại cả nạ bạc sang cửa chiếc nâng tớp tay xâm rạch bàn chì mùi cả nạ bạc bùi chương Campuchia. Anh đóng dùm sở văn hay là vây bàn chì cả nạ bạc sang cửa chiếc chăm bạch bình dối bằng thèm tiết ta kịch bồng bình thằng ngày thì một phê bì cả cả đa ra viên cả nạ bạc chọc xa tăng tí nâng viên bị bạc dối rồi mùi coi dàng mà thay thì một thay tì thay đại dương ban cho cái phương tiện chúng tôi cho nạp bạc chỉ chung là cứ chỉ cả tầm rơi đòi lệ khăn thì cả nên bắt mình chia tay không rồi bắt cái nạp bạc xong cứ chia là ban ăn làm ăn tăng thì thẻ buôn cho năm thì còn đọc bay thì là cái nạp bạc tất cả bằng cái để cho nên dương thưa sản phẩm bạn lấy tí mối đi cứ chỉ sản phẩm bán để dương thưa ở shop tới tám đã khám để cả một vị trí thấy không được bỏ cái nào bạn bây giờ tha từ từ cả hai một hai tí nâng bàn cái nào bạn cần tí xong rồi cho cái công viên ở bên bên trong vì bạn hiểu bài hay nâng cái bên trong thì tâm tâm hiểu bài chứ còn chưa được cả nâng đầm bên trong riết chun ông sản phẩm bán ông tí cả thầm bạch ở bao nhiêu trong cái kịch truyền viên này tạm đón thầy. Nói nông sân địa bản này cứ dương nâng chùm riêng chùn nâng men trong tay cả thầm bạch như kịch truyền viên này thế cứ dương chùm riêng chùn nâng tí cách ca để dương bàn thư cần lo máu ở dạng phía phía nằm. Hơi nâng cách ca chỉ cho đoán tiếp đầy dương thầm to thư to thực tiết ở dạng phía phía nằm thảm một tiền. Xong nếu nâng thân là nông cho anh phố hợp bằng cái nạp bạc có chùm riêng chùn sân địa bản ẩm tí cô chúng thôn nhiều bài rồi bỏ cái nắp bắt để không ca to su mặt tây đầm bay thư ca phật đô đòi thằng tiện vị trí đòi ạ hàng xa đó đấy cứ dương nâng khách không vô à vây đại dương sầm lạnh ban nơi tiền đi dương vô tư thư giang mạch đầm bay to su mặt tây to được tiền đầm bay cài tài nơi chấm mạch khoảng khan rồi bỏ cùng chỉ cần ngủ tôi chẳng mấy tầm bay ơi thì chỉ được bỏ dưỡng sinh công dưỡng ba tờ lấy chỉ viên và sai chỉ đi để không tiêu ăn ăn ai đó phần ta tìm môn cần lo mốc cái nạp bạc sang cruciet môn nâng sầm rạch chết rồi có pháp đồ cô chủng hội bạc luôn á tài tài điệp trăm về tika sa thiên nạn làm bay ở bờ môi bờ chiều bờ rót ai quạt lang thay mặt tây dục bá hay nâng do mặt tây dục bá bạc quạt nâng mà thuê chi cô chủng hội bạc luôn phần ta trong cao nhất cái nạp bạc sang cruciet sắp tài ba kịch chấm cầm bù chỉ mới cái nạp bạc chỉ Campuchia hay cao mốc ban sầm rạch chết trong riêng chỉ mới khnì tiệt đào miền ban điệp trăm cá sông dục bá đội môn pi bờ chiều bờ rót hay kịch trong Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. จากปีตั้งปีไข่ปั๊มใบหล่อโคตรมาตัวไข่มุ้ยปีปอนแบบบุญคือยืนขนมกลมนองเตรียมตีอ่อนเมียนกาพลัดโดโกจูบอใช่ไหมไข่เลยนี่คือยืนบานพลัดโดโกจูบอให้โกจูบอหนึ่งบ่ายโจทย์ตะขนมสถาบันพอมันหน่อยสมาชิกพิษขณะดังนอนโกจูบอปั๊มบุญรู้คือบุญรู้ มาดอยกระนาบปะสังคุชีตบุญรูปมาดอยกระนาบปะเผยชีจนกัมพูชีไทยมือรูปคือ
chỉ cả sna đòi cả nạp bạc giảm tỷ đối với này dương liên to là giảm thiệp mai là không ca chứ cô chịu bỏ hay dương sừng không tha cô chịu bỏ nữa mình khóc thì cô chịu bỏ thì muốn cô chịu bỏ lớn nhất nên thôi ca bắt cóp đại ai cái thiệp nữa áp chế cái thiệp hay sừng không tha cô chịu bỏ đang rít trong để chập chập thằng một nít nên rít trong cá bọc nó bắt cóp rồi sẽ lấy những trong tay hay nghề đặc nông bất tế nâng trái bán chứ hứ bao chăm chạc và chế tổ lạc bất tổng này chỉ chứng mất để lo chứng mất để dân không tiên kia tăng tỉ môn nọ hay một bên thân tại có cái tùm rung cô chỗ bó tại mỗi mục tế cứ dân cái tùm rung bỏ phón bỏ chân học ở chàng môn chứ hứ dân cái nạp bạc hành tí cũng phung tại riêng trong công ca nghĩa đồng bây cái vì sắp cam rất thật thông lớn vì sao tận cam bắt mình chia tay không rất thật phía vì sao tận cam cho bắt bắt nó làm bấy thì ní thà cả để bắt cái phương tiện này cứ bán phục vụ tới đòi tâm tới hai năm liền bắt sự thật phía này chỉ cả trong bán được bắt chia bắt chẳng mua được có đôi chia 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 chẳng mua được cho dương mình bán thôi ở với không sau này giá để dương bán sau này giá chẳng cùng một mà chặt nào thì chấm phu ai ca bắt chân nào muốn làm ca bắt chân nào muốn làm đi cứ dương mình phơi nó bê na để dương rít trong bình chín chung bắt chân nào thời dương rít trong cái tùm rung cô chụp bò hời dương rít trong cái chụp bắp mui chụp nôn hời hơi nâng ba nhà ha để tới bỏ sai kẹp con bỏ tay tiếp gồm chàng bỏ con sắp sai bị chụp tu rồi tu chẳng ở nơi bàn sắp sắp group anh em dương mình cầm nắm ngày bóc nó mừng anh em. Hơi dương có bàn bị chia xa chúng mình đừng cầm càng như bị chạy cái tê bỏ cái tê cầm càng như bị chạy cái tê chụp con có dương trăng sai những pi pê với đĩa thường tha vì miền như tiền tê pê với đĩa người được chạy nằm bay trường mấy rồi bỏ xa tại vì sao này dương mình tầm toàn không ca bỏ mừng anh em pê có dương mình ai đi trong càng như bỏ dương bán thời tê nâng cứ ca bỏ xa thăm một nâng mình chụp bà nhà tiết thời dương mình chụp bà nhà đó đây là nên mình bắt nó mình trầm trồ đã đái lật lùi mình lom đã đái ấy đã đái vì thôi ói dưới miền bắc nhà không tiền hàng một đấy chứ sốc chất trầm và mình tích thời dương thành không tha dương mình khất không sốc rác càng như cái thành luôn cao bắt nó tiền mua mình chọc sọc rút thì lúc dương mình bỏ cầm nắp hay bắt nó muốn là nát hay dương mình thành không tha cái nào bảo xong cái chiếc mình tự tu ចា៎អាចរំយឹមសវណ្ណក្រោយពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់ជិតព្រមព្រៀងជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាការពីថ្ងៃទី22កក្កដានឹងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតាមបណ្ដាញសង្គមជាពិសេសបណ្ដាញសង្គម ហើយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនពីកិច្ចព្រមព្រៀងដែលសម្រាប់បានជាមួយគណៈបកប្រជាជនដែលសម្រាប់បង្កើតកោជបតាមរូបមន្តផ្សេងមួយទៀតហើយនឹងការបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិនឹងមានដែរប៉ុន្តែបើសិនបើពួកគាត់យល់នោះមិនអីទេប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកគ្រប់គ្រងមិនយល់វិញថាតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើអ្វីជាបន្តទៀតចា៎ទី1សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានគ្រប់គ្រងកោជំហររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ហើយខ្ញុំក៏មានមោទនភាពជាមួយនឹងបងប្អូនដែលបានតាមដានស្ថានភាពនយោបាយហើយគាត់ចេះខឹងនឹងអ្នកនយោបាយគាត់ទីទាននយោបាយគាត់វិនិច្ឆ័យទៅលើទង្វើរបស់អ្នកនយោបាយគាត់កោតទោសអ្នកនយោបាយនៅពេលណាដែលធ្វើទៅមិនស្របមិនឆ្នាំតរបស់គាត់នេះគឺជាសញ្ញាណវិជ្ជមានមួយនៅក្នុងសង្គមជាតិបតីដូច្នេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ទៅទៅវិញខ្ញុំមានការមានមោទនភាពថាអ្វីដែលជាការតស៊ូរបស់គណៈបកប្រឆាំងស៊ីប្រឡងមកនោះវាមានផ្លែការច
ហើយគាត់ជាមនុស្សដែលមានចិត្តមេត្តា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 គាត់ជាមនុស្សដែលមានចិត្តមេត្
nâng bán thì nước mưa xin chúm rơi từ lưỡi cạnh trôn riêng
ហើយយើងក៏ពមៀនពេលវេលាលម្អិតដើម្បីជម្រាបគុំគាត់ទេពីព្រោះយើងគ្មានវិជ្ជាគ្មានទូរទស្សន៍ដើម្បីពន្យល់គាត់ឲ្យបានអត់ដល់ក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាទី ហាសបុកមួយនៅក្នុងរដ្ឋសភាត្រូវតែរៀបចំឲ្យហើយរៀបចំឲ្យហើយនឹងមានន័យថាគណៈបកប្រជាជនរៀបបួនស្នើបួនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្នើបួនហើយយើងទាំងពីរគណៈបកស្នើមួយយើងយល់ទាំង9រូបយល់ទៅបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋសភាមហាសបុកមួយបាទអញ្ចឹងមានន័យថាហាសបុកមួយនេះគឺជាការប្រថាប់ត្រាប៉ុណ្ណេះព្រោះយើងបានរៀបចំបតិជនសមាជិក ណាត់នំកោជបនៃរួចជាសាច់ទៅហើយហើយរួចរៀបទៅតាមឆន្ទៈរបស់គណៈបកទាំងពីរមិនមែនសម្រាប់តាមតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់ដូចពីមុនទេយើងសម្រាប់ទាំងពីរឲ្យហើយបានយកទៅដាក់ប្រថាប់ត្រានៅក្នុងរដ្ឋសភានេះគឺជាចំណុចល្អដែលខ្ញុំនិយាយថា4គណៈថា2ទី3វាជំនួនហើយរូបមន្តដែលយើងបានសម្រាប់គ្នាទី2ទី2គូ យើងមានចំនួនដូចគ្នាទេគឺអត់មានអ្វីខុសខ្លៃទេប៉ុន្តែគាត់ថាយើងសម្រួលពាក្យពេចន៍ដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យគណៈបកទាំងពីរនឹងអាចទទួលយកបានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជាប្រវត្តិយើងកុំបារម្ភអីសោះតារាងថាមិនទាន់មានការបញ្ចប់នៅកិច្ចការរបស់យើងដើម្បីកែទម្រង់ប្រព័ន្ធរបស់ថាទាំងមូលទេហើយជាពិសេសគឺបេតិជនដែលនឹងត្រូវយើងទៅធ្វើជា ខ្ញុំជឿថាលោកនៅតែផ្ដល់សេចក្តីទំនុកចិត្តឥឡូវហ្នឹងគ្រាន់តែមិនធ្វើសង្ស័យអ្នកខ្លះថាលោកមានការខកចិត្តមិនគំនិតអញ្ចឹងមិនគំនិតអញ្ចឹងដោយសារព័ត៌មានហើយមានទាំងក្រុមគណៈបក្សផ្សេងហ្នឹងគេមកធ្វើឲ្យបរិយាកាសវាអាប់អួរគេមកញុះញង់ដូច្នេះឥឡូវហ្នឹងគឺបងប្អូនជឿថាយើងនៅមានការអន់ចិត្តសង្គមចិត្តប៉ុន្តែជឿថាក្នុងរយៈពេលមិនយូរទេតែមិនយូរទេយ៉ាងយូរបំផុត3អាទិត្យទៅ5អាទិត្យហ្នឹ
ចាដោយអរពេលទៅហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាសជាមួយអាយដាមយឹមសវណ្ណតត្រឹមនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ថាអាយដាមយឹមសវណ្ណជាអ្នកនាំពាក្យនិងជាតំណាងរាជរដ្ឋឆ្នោតនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាអាយដាមចាបាទអរគុណបាទ